Mình xin chào các bạn. Hôm nay thì mình đã có mặt ở trong kho xe của cửa hàng Mai Duyên. Địa chỉ là ở số 67 đường Triệu Nương, thị trấn Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Thì như thường lệ, các bạn vẫn thường nghe mình báo giá cho các bạn rồi nổ máy vào số chiếc xe này cho các bạn ha. Hôm nay mình sẽ lại quay, nhưng mà không nổ máy, nhưng mà mình sẽ cho lại các bạn thông số chi tiết của chiếc quay 110 này, và đồng thời áp dụng tuần lễ vàng bắt đầu từ ngày mai nha các bạn. Từ ngày mai, tức là ngày thứ sáu tuần này và đến hết thứ sáu tuần sau, mình sẽ cố gắng về up clip. Hôm nay đang là thứ năm nè, up clip sớm để các bạn có thời gian mình chuẩn bị ha. Thì bình thường mình đang bán với giá là 57.900.000, thì trong tuần lễ vàng mình sẽ giảm ngay 2.000.000. Các bạn khoan hả thoát ra nha, nán lại xíu. Phí biển số của nó, mình nhắc lại, 57.9, nếu mua trong tuần lễ vàng thì sẽ được giảm ngay 2.000.000 nha. Giảm tới 2.000.000 đó là còn có 55.900.000 thôi. Và phí biển số ở huyện nó tầm khoảng là 1.400.000, và giấy tỉnh là tầm khoảng 3.400.000. Đó là phí biển số. Bây giờ mình sẽ quay chi tiết lại phiên bản màu đỏ này. Đây, bình thường mình hay nổ máy hoài nhưng mà mình không có cho thông số. Hôm nay thì mình sẽ quay lại với những thông số kỹ thuật của xe một chút xíu ha, để các bạn tham khảo. Chắc chắn cái điều các bạn quan tâm nhất vẫn là trọng lượng xe ha. Trọng lượng xe chỉ có 100kg thôi. Đây, mời các bạn xem nha. Chỉ 100kg thôi các bạn. À, như vậy là khi mình mở lên đó là nó có cái đèn đờ mi nè. Đúng rồi, bữa nào mình phát hiện luôn. Đó, giờ mình cứ đề thôi, để mình xem nha. Rồi, đúng rồi đó các bạn nè. Tức là khi mình mở khóa lên là đèn đờ mi nó cháy nè. Đó, và đồng thời bơm xăng tất nhiên nó phải bơm rồi, các bạn chú ý nha. Đây, làm lại nha. Đó, bơm xăng, tiếng bơm xăng nghe rất là đã. Mình nhắc lại, trọng lượng là 100kg thôi. Và cái chiều cao yên của nó là rất thấp, chỉ có 755mm. Chính những thông số này mà kỳ rồi là có một anh trai, anh đến đây cùng với gia đình. Mình nhớ hình như là cũng ở xa đó, ở Vị Thanh hay gì đó, xuống tận đây. Và ảnh thì thích chiếc xe này. Gia đình thì muốn ảnh hướng đến dòng quay 125i. Tuy nhiên, theo như là sự theo dõi của mình, mình đứng mình nhìn ảnh thì tới lui rồi mình biết ảnh thích chiếc này hơn. Tại vì nó nhỏ, nó gọn, và thiết kế theo như ảnh nói, và cũng giống ý mình luôn, là nó mạnh xe, nó liền. Các bạn nhìn kỹ nè, đó cũng là lý do tại sao mà anh ấy chốt. Thứ nhất là trọng lượng nhẹ, cái thứ hai là chiều cao yên thấp, thì gia đình ai đi cũng được. Và bình xăng của nó vẫn là 5 lít các bạn. Mặc dù xe nhỏ vậy, nhưng mà xe Thái Lan bình xăng lúc nào nó cũng to. So với đàn anh là 5,4 thì nó là 5 lít. Con số cực kỳ ấn tượng đúng không? Mà 1 lít xăng theo nhà sản xuất công bố bên Thái Lan, Honda Thái Lan là đi được là 76,9 km. Một con số lại tiếp tục ấn tượng nữa với rất nhiều người, đặc biệt là những bạn mà thích sự bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu, để có một chiếc xe đi hàng ngày thôi thì nó đáp ứng quá đầy đủ rồi. Cái này là đèn LED đó các bạn. Mà các bạn nhìn kỹ nè, phần đèn thiết kế nè, rất là hài hòa, rất là đẹp. Xuống phần mặt nạ nè ha, rồi phần bửng nè, mời các bạn xem. Nó rất là cứng nha, rất cứng, và vẫn bắt được cái gỗ. Mà nó đặc biệt hơn dòng quay 125 ở chỗ á, là ngay vị trí này nó có bát sắt sẵn luôn. Tức là cái gỗ chỉ việc đưa vô thôi. Còn quay lớn này á thì mình phải có một cái bát rời, bắt vô trong rồi nó mới đưa ở đây, bắt cái gỗ, đúng không? Còn nó là có bát sẵn luôn, cho nên rất là cứng cái chỗ này nè. Nó rất là cứng, các bạn nhìn thấy nè, mình nhận nè ha. Nó cứng ngắc, rất là cứng xe. Mình cũng may mắn có trải nghiệm với xe này. Đi một chuyến cũng khá xa đó, đi về trăm mấy, khoảng 170-180 km, thì xe cho cảm giác đầm, nó chắc, dàn cuộc nhúng cũng rất là ngon. Xe về đó các bạn, đây là khu vực mà xe ra vô thường xuyên, các bạn thông cảm cho mình, tới đâu mình cũng quên luôn rồi. Thì mình tiếp tục với câu chuyện lúc nãy về thiết kế á, thì thật sự là mình đánh giá rất là cao chiếc xe này. Các bạn nhìn kỹ từ trên xuống dưới nè, tiết kiệm nhiên liệu, máy êm, số vô đã là chuyện nhỏ rồi. Có bạn còn hỏi mình là số của nó so với chiếc Fulgoreneo thế nào. Thực ra là nó cũng như là dòng quay lớn này á, số của nó do là còn mới quá đi, cho nên là mình vẫn thấy đánh giá là thực sự là nó vẫn cốc 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 rất đã, nhưng mà nó không đã như Fulgoreneo. Cái này là mình nghĩ sao mình nói vậy, nhưng mà nó có một cái độ tưng khi các bạn vô, giống như cái lò xo nó kéo vậy đó.
nó rất là đã và đạp rất là sâu. Và do xe mới cho nên là mình không có đánh giá được cái bộ số của nó thực sự là như thế nào. Fortuner GT thì mình có chạy rồi và chạy ở giai đoạn nó tới là mấy chục ngàn, thậm chí là 100 mấy ngàn, 110 mấy ngàn. Rồi anh qua luôn đi anh. Thì thực sự là mình chạy, có chạy thử lên 70, rất là ngọt, rất là ngọt. Những bạn nào đã và đang sử dụng vòng quay 110 này, xin mời vào cho ý kiến và cho ý kiến thật đi, có sao cứ nói vậy ha, để những bạn khác tham khảo xem dàn phục của nó mình nó có đúng không. Chạy rất là ngon nha, chạy rất là ngon, dàn phục á các bạn rất là ngon. Cái máy chạy êm ru và nó rất là bốc. Bốc ở đây không phải là vặn là có hoặc là có đâu, nó có 110 thôi. Như ý mình nói là với khối động cơ 110 này nhưng mà nó vẫn cho mình cảm giác đã khi vặn ga. Nó ngọt ngào lắm các bạn, thực sự thế luôn. Mời các bạn xem kỹ đồng động cơ nè. Đây, 110cc, đây là khối động cơ mới nhất của Honda bên Thái Lan mà Việt Nam mình chưa có luôn. Chưa có. Nè, đầu bò nè, bốn ốc đầu bò rất là đẹp ha. Có long đình đồng nè, đặt tiêu chuẩn khí thải Euro 4 nè, cổ bô nó đi dài hơn. Là như vậy ha. Đây, cụm đèn mũi. Mời các bạn theo dõi cụm đèn hậu cái ha. Rồi mình sẽ tắt đồng hồ đi để nó hào bình đó. Đó, còn xem. Mình mới câu bình thôi nha, chưa đổ xăng. Rồi, cụm đèn hậu nè. Nó vừa phải lắm các bạn. Các bạn nhìn từ xa tới nè, từ trên xuống nè. Phần tay nắm này là bằng nhựa, nó giống như SH vậy đó các bạn, để giảm trọng lượng. Yên nè ha. Đồng hồ nè, cốt pha, còi nè, xi nhan ở đây. Không có công tắc đèn nha. Rồi các bạn nhìn chỗ này, 1, 2, 3, 4 nè, gài số. Đó, các bạn nhìn kỹ cái đồng hồ thiết kế có phải nó rất đẹp không. Nó nói chung là cái thế hệ mà ra có một cái chút xíu LCD chỗ này á, thì nó lại bỏ rồi. Mới nhất thì nó lại là như thế này ha. 1, 2, 3, 4 này. Báo pha đây, N, FI, tốc độ, odo, báo xăng là hết rồi. Các bạn nghe cốc cốc không? Vẫn nghe đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ tắt đi ha. Xe vẫn có một cái cốp để vừa một nón bảo hiểm nửa đầu ở chỗ này. Đây, nó khá là to đó các bạn. Cái cốp này tới 10 lít đó. Bình xăng ở đây 5 lít. Cái này là nhựa nha, y như SH luôn. Mâm á là mình thấy nó xài chung với dòng quay 125 đó các bạn. Mâm có nút đàng hoàng, phuộc sơn đen, động cơ sơn đen ha, bọc sơn gấp sơn đen. Và chỗ này cần số nè, thế hệ mới này thì Honda Thái Lan cho cái cần số nó dài hơn và độ cong của nó cũng mỹ miều hơn, nó đẹp hơn các bạn, giúp cho mình nó đạp hay trả đều rất là dễ ha. Đây mình ở trên nhìn xuống ha. Đó, và nhìn ngang. Đây là phiên bản màu đỏ nguyên bản nha các bạn, phần bô này. Anh trai này đã nhìn tới nhìn luôn và cuối cùng vẫn quyết định với chiếc xe quay 110 mà không phải là 125. Với mình nói luôn là bên mình hiện tại hết màu xanh nha. Hết màu xanh rồi, chỉ còn màu đỏ và màu đen phía sau thôi. Vỏ xe thì nó xài vỏ là vỏ này, vỏ có ruột các bạn, 70-90 cho vỏ trước, vỏ sau là 80-90, vành 17 inch. Vỏ này thì rất là phổ thông rồi. Khoảng sáng gầm là 132mm, khoảng cách giữa trục bánh xe là 1227mm, tức là từ trục bánh trước nè kéo dài tới trục bánh sau. Rồi về khối động cơ thì nó là khối động cơ 110cc, 110 phân khối. Tỷ số nén là 10.0:1. Đường kính và trục bê tông á là 47 nhân cho 63.1. Tức là cái hành trình đi rất là dài các bạn. Những chiếc xe như thế này á thì nó sẽ cho mình sự bền bỉ, moment tốt và nó bền bỉ hơn.
Đây, mà nhìn gần này ha. Đây là bảng màu đỏ. Màu đỏ trong màn hình thì nó sẽ hơi ngả vàng hơn so với bên ngoài nha. Đỏ xám nha các bạn. Đó, có động cơ nè. Mời các bạn xem gần lần nữa nha. Xe này về các bạn chạy mà chịu khó thay nhớt đầy đủ thôi là biết khi nào mà nó bị hư. Mình nhắc lại, tuần lễ vàng sẽ áp dụng bắt đầu từ thứ 6 tuần này cho đến hết thứ 6 tuần sau. Hôm nay thì đang là thứ 5, ngày 22 tháng 2. Thì thứ 6 sẽ bắt đầu từ ngày mai là ngày 23 tháng 2 năm 2024 nha. Cho đến hết thứ 6 tuần sau luôn. Giá xe mình cho các bạn là luôn luôn có VAT rồi. Và các bạn cũng đừng hỏi là anh ơi, giá này lăn bánh chưa. Các bạn nhớ ha, lăn bánh mình cho luôn rồi đó. Ở huyện là 1 triệu tư, mà ở tỉnh á, tới 3 triệu tư lận. Nó lệch nhau tới là 2 triệu. Rồi, đó là một vài thông số của xe. Một vài cảm nhận của một người đã sử dụng chiếc xe này hơn tuần lễ thôi. Gắn bó với nó, đi hàng ngày và một chuyến hành trình cũng khá xa. Để mà kịp thời cảm nhận và ghi nhận những cái mà nó mang lại cho mình. Thật sự là mình cũng rất là ưng chiếc xe này. Bây giờ mình sẽ kết thúc video nha. Bạn nào quan tâm thì cứ alo cho nhân viên. Bởi vì bên mình sẽ có ship xe toàn quốc. Với phí ship là miễn phí hoàn toàn. Nếu các bạn nhận xe trên tuyến quốc lộ 1A từ Sóc Trăng đi tới thành phố Hồ Chí Minh và Sóc Trăng về tới Cà Mau là miễn phí. Ra tới Hà Nội, phí ship cũng chỉ có là 500 ngàn thôi. Chiếc xe này là có khách cọc rồi nè các bạn. Ha. Qua tháng lấy. Chiếc màu đen nè. Khách cọc rồi nha. Rồi, mình sẽ khép lại video nha các bạn. Xin chào các bạn nha.